Sợ cái gì nhỉ? Chú bao nhiêu nhỉ? Chú nhá, thông báo với chú nhá, đội quy công ty là không đỗ xe ở đấy nhá. Mày là sếp hay tao là sếp? Dạ chú là sếp. Cảm ơn tới gần nhé. Thế à, nói mỗi câu đấy là thôi à? Mai update sao nhỉ? Mùng 10 mà chú. Thì không là mùng mai, ngày mai thì cái gì? Hôm nay mùng 9. Ơ kìa, áo anh rách nách anh ơi. Ừ, anh á? Trông gần đi thế à? Ok, sao lại rách nách? À, người yêu mặc áo rách nách à? Mong là update thì thành phố sẽ hồi sinh. Ui, hôm qua anh xem thằng Hoàng Anh ở cốt đấy. Về quán bar thì ngốc bây giờ. Đỉnh của chóp luôn. Xịn luôn á? Ừ. Kiểu mình có thể lên đấy bật nhạc. À mình tự bật luôn à? Sửa lại đẹp lắm. Có cả rạp chiếu phim đấy. Còn Canada mình đi xem phim. Thấy, nhưng mà thấy bảo là mấy cái màn hình ở trong trong thành phố này nó chỉ lấy được link ở YouTube thôi. Thì mình xem phim ở YouTube. YouTube thì làm gì có gì? Xem stream à? Có mà. Đây phim. Đây phim nó up lên. Xem review phim. Xem review phim. Thôi mấy này. Đó nhưng mà gara của mình có được update không? Thôi mấy này. Gì đây? Tăng vật chứng của một vụ giết người à? Là máu của thằng Danny đấy. Danny ấy rồi, Danny bỏ rồi. Bỏ gì? Hôm trước là tự dưng đứng ở giữa cái nhà hàng chú Bảy ấy. Xong rồi bảo là từ nay Bù sẽ chỉ yêu A Long thôi ấy. Đã nhìn qua rồi, đã thấy không có Danny đứng đấy rồi. Anh còn tự dưng Danny ở đâu ra xuất hiện ạ? À? Bây giờ tự dưng mất luôn anh. Em nuôi, bây giờ không có đồ ăn, không có gì hết luôn, phải tự đi mua ạ. Cay thế nhờ. Không, nhưng mà em thì cũng tốt, nhưng mà bởi vì em tự nhận em là một đứa con gái rất là tệ nên em không xứng đáng với em ý. Em là một đứa con gái rất là tệ. Thế mà lúc nào cũng đúng kêu là em sẽ xứ ngắm gì. Em có nhỏ kìa. Chắc nói chung là nếu mà gặp em thì sẽ không bị gọi là tự dưng tụt mút, ý là vậy á. Thế gặp em thì nó sẽ như thế nào? Gặp em thì sẽ thấy vui bởi vì em lúc nào em cũng cười. Đây, có người cười luôn rồi này. Ủa, ai cười? Này, ai cười đấy. Này chú ơi, chú nhìn con này có nên làm cái khăn đeo cổ giống con bún không? Mày lại muốn đeo khăn đôi với cả bún à? Không, ý là con mình có nên đeo khăn không? Sợ lạnh cổ ho. Em đi trước nha, em gửi tiền ngân hàng rồi em thanh toán. À, bị khôi à? Thế thôi, đeo đi. Em bảo anh Hello. Mua một cái nhưng mà anh đút ở trong túi thôi. Có gì người yêu cần thì anh quàng cho người ta. Hello. Có sao đây? Này, vụ hôm qua anh bảo em okay, là thứ 7 gara offline. Ủa nhưng mà sao anh em mình không được mời nhỉ? Biết luôn. Bây giờ hình như lại đổi sang chủ nhật. Đúng rồi, chuyển sang chủ nhật rồi sao ấy? Nhưng mà ba anh em mình không được mời. Đấy là nghe đồn thế nhưng ba anh em mình có biết đâu? Phải là chỉ mời, phải là có hay là... nhưng mà là chưa nói. Phải là chưa nói mà chưa gặp được để nói. Đúng rồi. Một tuần nay anh vừa chưa gặp Judy trong cái... Thật. Dạ. Ừ. Em tưởng là chỉ ca tối gặp thôi. Đâu. À ra đã. Anh đi được à, mà hình như là hình như là không 14 giờ đấy sao chú ạ? Em đi không? Ra như không 14 giờ sao ấy. Đi không? Nó khóc rồi. Chẳng về... còn gì để lo. Cảm ơn Bình nhá. Cảm ơn Bình chẳng.
Em vào cái xe đi. Là nhân viên đầu tiên ngoại lai vào đây. Không đi. Em có đi không? Đi thì chủ nhật đi. Em dỗi rồi. Tao dỗi. Không, nhưng mà bây giờ không ai nói gì, tự dưng đến nghe vô duyên lắm. Không, thì anh có biết đâu. Mấy thằng kia nó bảo là đi thì hẹn. Hẹn thì ai đi được cả gara, ai đi được vị trí, đúng không? Nhưng bây giờ lại phải đi bảo từng người một ăn cưới à? À hay ăn hỏi. Nếu mà có lời đấy thì em đi luôn. Ừ. Rồi, em không ngại gì đâu, nhưng mà đừng chụp ảnh em là được. Thì quay thôi. Sao qua thăm cái làng anh chết rồi. Không chụp ảnh đâu, chỉ quay không phim quay. Thôi. Quay. Không quay. Ống luôn này sao chứ. Ai chơi cái trò lục lắm. Ghê một nồi luôn nè. Hết máu ai ở đây. Ghê thì chứ. Máu đen đi đấy. Úi dồi ôi. Từ từ đó. Này có thể anh đen này. Anh Đức anh ơi. Em kể nó hôm qua. Em đưa Facebook cho Lâm với cả anh Cây Bích cùng xem. Không. Không ơi, Cây Bích qua đây anh Cây Bích bảo. Hôm nay tao cháy trước thằng Lâm. Ủa chú gặp bún chưa? Chú thấy bún chưa? Chưa, đã gặp đâu. Trời ơi, chú có muốn người là người cháy thứ ba không? Chạy vô, chạy ra chú, chạy lắm. Được biết là cháy tốn công lắm. Tốn công ngày nào cũng phải qua hỏi thăm coi những nhà. Mà lúc mà mới vào gara ấy, lúc mà sếp Moi vẫn hay vào thành phố buổi chiều ấy, sếp Moi bảo, sếp Moi là người đầu tiên biết mặt em mà. Tao sếp vừa bảo đưa Facebook cho tao, tao xem thì mặt mày giống cái giọng mày không? Dạ, sếp bén quá. Xong rồi sếp xem xong, sếp bảo giọng mày đeo giống mặt gì cả. Xong chị Trang hack page 2k, chị cũng nhìn mà chị cũng bảo trong mặt mày đeo khác gì. À quên, Trang khác giống gì cái giọng kìa. Ủa, giọng vậy ta? Thấy giống mà ta. Theo như gọi là kinh nghiệm của anh vậy là giống rồi đó. Hả? Mọi người hay bảo trong mặt em tệ hơn giọng. Mặt em tệ hơn giọng hả? Tệ hơn giọng. À, tệ hơn giọng hả? Ừ. À. Cái đó bình thường mà. Cả team Hà Nội với team Sài Gòn là hẹn nhau cùng giờ đó. Ui thế á, xong rồi mới bắt đầu live à, quên gì? FaceTime đúng không? Đúng rồi. Ok, ok nha, ok. Ôi dồi ôi, mình không được đi. Mày không gọi kéo mày đẩy đâu ấy. Mình không được gặp mọi người. Con phóng ở đây mà, phóng đến đây là xe hư luôn á. Thế chủ nhật em có đi không? Thì nó bảo nó có đi rồi cứ hỏi hoài. Cứ chuyển miệng à, cái thằng khôn mõm mẹ. Đi nhưng mà mọi người đang bảo mọi em không được đi và em không được mời. Thì đấy anh đang hỏi đấy, chủ nhật em muốn đi không? Thì em... Ngọc ra thì em phải đi chứ, em cũng là thành viên của mọi người mà. Chả lẽ mọi người cho em ra gì à? Thế à, chín nhỉ? Em đi, mình với mọi người đi chỗ khác. À, bán có 5 hộp sửa chữa nữa đúng không? Ở đây này, đợi xí đã. Ăn hết mất à? Ô, anh Đâm tổn thương mùa đông rồi mà vẫn mặc áo rách lách à? Rách lách? Anh mặc áo rách lách kìa. Ừ. Cái gì? Chị này, alo. Làm đây. Sao đây, định free sửa xe cho anh đúng không? Úi giời ơi. Anh Đức, anh lại nói câu. Bây giờ người ta lại bảo là ai cho yêu thì yêu, anh thấy có hạ giá bản thân em không? Đấy, tại anh đây nhá. Bây giờ anh cứ nói thế thôi, người ta cứ từ chối em thôi. Xong bây giờ cái giá của em nó chỉnh. Nó chỉ cho con không, gì ăn hả? Thế nào lại bảo là bạn với anh chứ? Thế từ trước đến giờ em có giá à? Không, xem ơi, em nói này. Gì á? Giá đã có người yêu. Chỉ ra cửa hàng quần áo chỉ đổi cái đầu trâu ấy, qua quen anh Châu luôn. Thôi. Anh Châu giàu lắm. Tiểu đâu nhá? Tiểu ơi, tiểu. Thiệt mẹ chắc Tiểu là. Phải, chảy nước miếng, chảy nước miếng. Đi. Dạ, chào anh Chip ạ. Tùm có người yêu rồi nhỉ? Dạ chưa anh ơi. À chưa, thế tốt quá. Sao vậy, có gì vậy anh?
anh lại giới thiệu cho đứa em mà. Giới thiệu cho đứa em hả? Có tầm tuổi là bao nhiêu vậy anh? Đứa em này sinh năm 96. Ây da, lớn hơn em đó anh ạ. À. Lớn hơn thì quan trọng gì, lớn hơn bao tuổi? Lớn hơn 2 tuổi thôi. Đấy, gái hơn 2, trai hơn 1. Khít 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 từ gì nữa. Em tưởng anh em tưởng anh đang phát hồn. Đâu đâu, người anh nói là ai vậy? Đây, giới thiệu với cả Xí Chung. Đây là đứa em của anh. Ấy, đẹp đôi đó, đẹp đôi đó. Gái hơn 2, trai hơn 1, chuẩn đét luôn. À, sao câu đấy? Hả? Thì Xí Chung gái, năm trai 8. Hơn 2, gái hơn 1 chứ. Gái hơn 2, trai hơn 1. Trai hơn 2, gái hơn 1. Em làm sao ấy nhở? Em đọc ngược ấy nhở? Trước dạ, chào bạn. Em nhớ chị này là hay được anh gì đó. Anh Wuckler gì đúng không ta? Không. Wuckler là anh nào vậy? Đi đây. Anh Quai à, đúng rồi anh Quai. Quai. Anh Quai em ở bên đây không? Ok à. Quai gì ở đây? Ủa, em nhớ là chị đang yêu anh ha. Quá khứ rồi. Anh trai thời rửa đắt thế em. Đâu nhỉ chú ơi? Tao giới thiệu cho mày bạn sinh thế này ở mày là chị em được thế nào nhỉ? Sao em lại có hai hóa đơn luôn vậy anh Chip? À ừ anh ghi rồi mà. Hai cái 2006 luôn anh ạ. Xóa bớt một cái đi. Em thích báo một cái chú. Tại vì có hai người viết luôn á. Trông người ta ngượng ngùng nữa, trời ơi, thấy dài mắt sáng lên như cái đèn pha ô tô ấy, còn ngựa. Chú mà có ngại ra Hà Nội không nhỉ? Trời ơi, ra Hà Nội luôn hả? Xa dữ nhờ. Ok ơi, thôi mày về mẹ đi. Tại vì cái... Buồn làm chi em ơi? À mọi người, hai anh cứ gắn ghép thế xong rồi bây giờ em kiểu như đồ thừa đồ thải ấy, em buồn lắm. Đúng là đồ thấy như thế không? Hết như này người ta người ta từ chối như đồ thải luôn ạ. Người ta cũng có giá của người ta chứ. Không nhưng mà cái thành phố này nhỉ, không một ai nhỉ? Không một ai luôn á. Em sống ở thành phố bao nhiêu 7 năm rồi mà không có ai luôn. Đến thằng Khôi bây giờ nó còn có người yêu rồi. Ồ, đến anh Khôi ế bền vững thế mà anh cũng còn có rồi. Nó còn có nhanh cơ. Trong vòng 7 tháng mà anh ấy có hạn. Em về trước đi nha, chào mọi anh người. Anh ấy có tận 2 người yêu luôn nha. Ai. Mà trong cái đó em mới một bưởi, một bưởi một roi à? Ừ, anh ấy một bưởi một roi. Em thì không có quả nào luôn. Không có cà tím nên cũng không có ớt. Buồn lắm. Là do em kém đây. Nào. Ôi. Thiêu rồi. Thôi đây đây nhá, vậy anh bảo nhỉ. Chủ nhật đi, kiểu gì có Linh Trần. À, chủ nhật đã bảo anh Khôi còn bảo em không được mời này. Ê, xong anh Khôi bảo là nếu mà em đến chỗ đấy thì em mọi người sẽ đi chỗ khác mặc dù em chưa biết mọi người ăn ở đâu. Thầy có chán không? Khôi này biết gì, thằng Khôi này có được mời đâu. Đó đấy. Anh có được mời đâu mà anh biết được địa điểm. Thế nói đúng có gì nữa. Thôi. Đi xong rồi kiểu gì gặp mặt Linh Trần thì biết đâu. Ôi Linh Trần không hợp em đâu, Linh Trần trẻ con quá. Kìa, đã gặp mặt đâu biết đâu trẻ con. Thật. Nghe cách nói chuyện là không hợp em rồi. Không, đấy là trong thành phố cái nhân vật của nó nhân vật trẻ con không thôi. Không cùng tần số, không cùng tần số. Ừ, em chưa gặp bên ngoài mà đã bảo người ta trẻ con rồi. Thế bà bây giờ bà không kiếm được cái thằng nào nó chạc xong bây giờ bà kiếm cả phi công rồi mà đòi phi công nó còn đòi đàn ông rồi không trẻ con nữa. Thật bà vừa
Thì bây giờ em đang cố để kiếm lý do để từ chối ngày đây. Ngày xưa bảo yêu Khôi thì lại không yêu. Anh Khôi dở hơi lắm, anh Khôi mõm lắm. Mõm bao giờ? Chuẩn chỉ như thế lại bảo người ta mõm. Anh Khôi mõm đâu, anh Khôi chỉ hay bốc phét thôi. À, còn một đứa nữa đấy chú. Ai? Không phải phát ta nha. Không, không phải phát. Huy Huệ, Huy Huệ. Huy Bạch Hộ. Tha Huy Bạch Hộ được không? Nói chung gì ấy, qua lời nói này khó lắm, em phải tiếp xúc. Nghe nói Sunday là mọi người có have the party, yes. Gala offline, yes. But anh Khôi bảo em you are not invited nên là em không được phép. No. You should kệ anh ấy, kệ anh ấy. You can go. Can he ở nhà, có thể là ở nhà. Hey, he ở nhà nhá. But you have money. Hả? Do you have money? Có chứ. Ok, chọn nó, yeah. Có tiền anh ạ, cho nó đi anh ơi. Yeah. Ủa là you go party biscuit you biscuit à? Biscuit. Biscuit. Biscuit mắc money. More money mà mắc money. Biscuit. I'm too lonely girl. Rồi á. Thế là chị Trang bảo em được có mặt rồi nha. Chị Page 2K said that I can appear nha. Đúng rồi. Offline gara thì làm gì có Trang. PSY, can you pick me bằng your car of your girlfriend? Go to Jong Kang. Yep. Cái đồ bay đồ xe thì mày là cái đéo gì nhỉ? Mày nói tiếng Lào à? Gara. Parking place. Không phải gara. Mày là gara cho nó nhanh. Thật, đồng gara là anh hiểu đó. Anh hiểu ấy. Nên park the parking. Parking được. Not slot parking. Ok. Yeah. Okay, I'm fine. Then I think need to go shoot the go to Grab. No, I very sợ COVID. So. Ủa, nhưng mà time and place, can you send me a message? Seven p.m. No, don't talk in his vlog. Yeah. PM. Hello anh ơi, mình còn kéo xe không anh? Em gọi cho Lê Khôi. Please send me a message. No. I don't have your Facebook. Hello. Or your nickname of Discord or your Instagram or your Twitter or your anything. So I can send the message for you. I can add friend you in Discord. Why? Can you mess me and I win a reply? Okay. I send you message through độ tập. Anh Giai xong rồi, anh Giai ơi. Có khi mấy cái sau này có dùng cho công cụ các thứ không nhỉ? Mai update rồi, mai mới biết. Mai á? Sao không anh bảo là đợi anh Độ? Đâu, mai mà. 10 mà. Mai là. Ừ, nhưng mà hôm qua nó vừa bảo với em là đợi sếp về. Đợi gì? Sếp bây giờ có vào chơi đâu. Mai đã mùng 10. Ngày 12 về. Đúng nhỉ? Phải biết 12, 13 về. Thứ 2 về. Thứ 2 là ngày bao nhiêu ạ? 2 là ngày 13 sao ấy? Thứ 2 về. Sao về sớm thế nhỉ? 9 là thứ 5 này. 10 thì 6. Chưa đã. 11 thứ 7. 12. Đặt vào 13. Về sớm thế ta? Ê. Ơ kìa, sao lại về sớm mà sao? À không, anh gọi ê cái gì, anh cứ nói cứ ê xong anh không nói. Đang ê thì mày lại nói ấy thì tao lại phải hỏi lại. Thì em đang nói dở.
13 khi nào nó về đây? Em không biết thật. Để bọn tao ra đầu ngõ, bọn tao quay vlog đón người lính trở về. Không, được rồi. Bây giờ nhá. Thể nào 13 mà về là cầm được điện thoại. Tại em có liên lạc được đâu, không liên lạc được mà. Tao phải tao đứng ở đầu ngõ ra quay rồi. Quay xong rồi là... Anh đi đâu về đấy? Vừa đi lính về. Nghe hoài cóc. Ừ. Cái gì nhỉ? Để em xem. Em xem là mấy giờ. Mấy giờ về xong em bảo. Ừ. Nhớ về giữa đêm sao? Giữa đêm càng tốt. Ừ. Là thế thì hàng không đánh á. Mít chỉ tết tục đây. Đang có khách ở hả chân. I tag you in độ tập 3.2 wireless. Okay. In chapter. Chapter minute. Yes. You có thể cất cái ca đi được không? Okay. Mấy tên. Oh, fee repair car. How much? À, it from hello, right? Mr. gì nhỉ? Mr. À, Mr. Lê Đức Anh. Yeah. Hello, Mr. Lê Đức Anh. No. The Bandy English. The Bandy English. I see. I'll pay the bill now. Not driver. You know not driver? Not driver. Yeah. I don't know. He is Bắc Giang. Not driver. Yeah. River. Not driver. Yeah. Okay, river. Driver is someone who ride in the bike. Yeah. Your bike is done. I know, please. But the loss of my connection is 41%. I can't go right now. Oh, so you must pay a fee for parking car in garage. So I go now. I will okay. Go now. Bye. Okay. Bye. Why you don't say anything? Hey, why you don't say anything? Gì? Why you don't say anything? Không có gì cả. Oh, you sad? Are you sick? Almost, you know that out there, snow is falling and the Christmas is coming near to us. Christmas is coming, so we talk English. Này, búa mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Em muốn anh đấm ra một phát búa rồi. No. Don't use violence with phụ nữ. With phụ nữ? Woman là để yêu thương. Ủa mà anh tưởng anh đi nấu cơm. Mẹ em về rồi, thôi em chả nấu nữa. Trời ơi. But I can cook. I can cook a lot of dishes. Like. Biết rồi, cơm. Biết là em nấu được rồi. Em biết nấu ăn, ok. Like gà luộc. Like. Em thích ăn gà luộc. Spring rolls. Biết cả luộc à? Yeah. No, I can cook, but I don't want to eat that luộc. Rai noodle, Rai noodle. Đây. Counter that. I find the husband for you. Oh really? Yeah, ready for be your wife. For Abby, I ready for you. I ready for being a wife. Okay,
Thôi đỡ được. Nhưng mà vui ấy. He said that he know about Tony Stark. You know about Tony Stark, Iron Man. Tony Stark, Iron Man. Iron Man gì mà trông... No, no, no. Tony Stark said that in Infinity War, he said that I love you 3,000, right? So he gave me $3,000 because he loved me. Đã. Chú ơi, đây rồi. Đây. Anh Khôi vừa chê chú già. Đây là giờ hỏng á. Cái gì cơ? À còn chê là hành mướp cơ chú ạ. Ừ, anh Khôi còn bảo là sở thích của chú là Không, chú ơi, không phải. Có thể tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy. Không phải. Đúng nghe làm chứng nè, em làm chứng nè, đúng nè. Con làm chứng, con làm chứng. Thứ nhất là anh Khôi bảo chú già. Đó, không thứ hai, anh Khôi bảo là sở thích của chú là đôi mướp dài thuần thuẫn ạ. À không, hay là che của chú mướp. Hay là anh Khôi. Ôi ơi, chú mà mướp thì tai nạn lắm đây này. Trời ơi. Chú mà mướp là chết dở á. Có người không xong nữa. Ok, nó chú biết hóa đơn cho con. Mà em nói sâu sếp. Không, trời ơi. Ừ, anh từ chối được. Bây giờ anh phải giải thích đi, chú hợp lý. Anh phải giải thích để được từ chối gì. Đây là đúng. Để con giải thích cho chú nhá. Là lúc đấy đứng đây này, mọi người nói chuyện này. Đấy. Xong mọi người mới bảo là cái gì tự nhiên nhắc đến mướp ấy. Thích mướp, anh mướp. Thì em mới bảo là những ông là có tuổi một tí người ta mới thích mướp thôi. Đấy. Em mới chỉ nói thế thôi. Nó đã suy ra là chú rồi. Điêu. Nhưng mà chú nhiều khi mướp cũng là anh tốt đấy chứ. Anh ý bảo thẳng là chỉ có những người lớn tuổi thích mướp thôi. Ví dụ như là chú ý. À ừ, tao là... đúng. Tao lớn tuổi, tao thích mướp. Còn mày trẻ tuổi thì mày thích bưởi đúng không? Đúng rồi chú ạ. Thích cam, thích cam chú ạ. Ôi trời ơi, nãy còn lỡ mồm kêu là bưởi ngọt cơ chú ạ. Bưởi chua ấy, các thứ. Không. Kêu là có người trồng bưởi đấy thì mới phải nói là bưởi chua chứ bình thường bưởi ngọt lắm. Này, kiểu là Rudy ơi. Mọi người ơi, em nói đúng không mọi người? Đúng. Tất cả mọi người đây đều làm chứng cho em mà em không hề đặt điều nói điêu nha. Đúng. Tất cả là sự thật đó. Bây giờ có thanh toán hóa đơn không? Chú ơi, cơ hôm nay cái đúng phê sao á? Thanh toán hóa đơn đấy. Nhưng mà chú phạt có 5.000 được không? Không được, cái tội ở trong gara thì nó là 5.000. Cái tội nó xấu xét, may không đuổi thôi. Mang cả ra ngoài nói chú ạ. Thôi chú ơi, chú lần đầu chú đi cao. Con nhìn thanh toán rồi chú ơi. Thanh toán rồi. Nhìn lại đấy. Đấy là một bài học hai người. Vâng, lần sau mồm con không đi chơi cha nữa. Con nào? Không, con này của chú.